ba thằng cứng rồi. Thằng ở dưới này, thằng ở dưới. Thằng ở dưới. Thằng ở dưới. Bắn đi, bắn nó đi, bắn nó đi. Đi có bạn đéo có đạn. Bắn nó đi, bắn nó đi. Nó đéo đạn. Thằng ở dưới chỗ này này mới ơi. Chỗ cục chết rồi mà. Đéo có đạn, đéo có đạn, cái lồn má lắm. Cái lồn má. Đây đây thằng này, thằng này, thằng này. Thằng này này. Ý là ông chạy ra đấy là nó bắn ông ấy. Ơ, đừng bắn em. Please. Thôi. Tên mình chết nốt rồi. Rồi con tao thì con mẹ tao sợ quá ca. Chết hết rồi. Tại lâu thầy miệt. Out đi. Rồi. Nó đâu. Để bắn nốt đi thôi, anh em mình bắn cả. Đằng sau có cái thằng đấy. Đằng sau. Đấy có thằng đang nằm. Không có thằng đang nằm. Ở chỗ cục đất thì kia kìa. Cục đất trước mặt đấy. Ờ tao bắn gục rồi, tao bắn gục rồi. Đấy phía trước. Tao bắn gục rồi, chỉ còn bên này thôi. Đấy, nhà tầng kìa. F12K bắn xa như quỷ vậy. Đi qua hết đã. Mày đâu con chó? Mày đâu? Mày đâu? Bà tao đi lấy đạn tao bắn chết bà mày luôn. Tao đi lấy đạn tao bắn chết bà mày. Vãi cũng có 3 viên cái lồn quá. Nó vẫn ở trên kia kìa. Hai thằng. Cái đi khô mẹ nếu có đạn. Tung nó đi. Phải lồn 7 kill mà. Ờ. Bắn bên kia nãy rồi mà. Tao bắn bóp nãy giờ. Đi các bạn nếu có đạn. Địt mẹ nó lại vui vãi lồn và phải cả đồ nó lại vui vãi lồn. Địt mẹ mình cầm quả sấy sấy thế là mình bắn hai thằng kia sắp mặt rồi nhưng mà mình đéo có. S12K bắn đi rồi như cất. Mà cái lộn mà nếu có đạn là sao đi cô mày. Này đéo nó ra toàn thằng bắn hết đạn. Tao đâu đi cô mày như mày. Dạ chạy trước mặt kìa. Vào ấy rồi. Cố gắng giết con boss à. Tao thấy rồi nha. Ui mẹ đi phải boss. Giết bỏ hết đi, bên trái, bên trái. Phải. Con boss gì cơ mà chứ mày bình tĩnh. Nó chạy ngay bên trái. Giật cầm mình. Ý con mẹ vẫn đéo có đạn. Ở đâu nhỉ? Ở đâu? Ở trong nhà thi đấu, có thằng chạy vào nhà thi đấu rồi ấy. Mà tao không có đạn. Ở đây làm đéo có đạn. Đây này, đi có mẹ. Ờ, vẫn còn. Sao vẫn còn sót khẩu súng? Hai xác hết đạn rồi. Cái này đâu? Hai cái xác không có gì. Hai xác hết đạn rồi. Cái bóng à đâu sợ cấp 2. Trong nhà ấy. Đi có mẹ tao đẻ single nhé. Ở đi có mẹ không chung. Mày lồn lút. Như mồ củi vậy. Đấy cứ có từng bước chân bên ngoài. Mẹ sao có bóng gì thế? Ở ngoài cửa. Giết thôi, giết luôn. Giết luôn. còn đằng nữa. Còn thằng. Con mẹ chiến lược 2 đấy. Nó giữ chân. Dịp mẹ bọn nó từng thằng một. Hay vãi luôn. Bắn gần trước, bắn mấy bọn thang trước này. Đó, trong nhà mình rồi, tầng 2. Không, cái thằng gần kệ nó, chắc gì nó thấy được tao.
Đấy, giờ tới lượt thằng không, có thằng dưới nó ngay dưới, đâu ngay dưới này. Nó lên chỗ cầu thang nó bắn đấy. Đấy, lên chỗ cầu thang kìa, bên phải. Đấy. Ui, tao thấy nó rồi, mà chắc nó chưa thấy tao. Đi vẽ thằng thằng lồn ngơ bắn nó lồn. Nó lên tầng 3 rồi. Ôi thằng này thằng boss này ơi. Boss. Thằng này thằng trên, cô thằng trên là thằng boss, lên mình giết nó đi. Tầng 3 rồi. Thằng trên đầu mình là người phải không? Boss. Có mẹ. Đi ngơ vãi trưởng. Này, đi có mẹ nó bắn như cứt vậy. Người. Thế là đủ mẹ, sao nó đông vậy? Xịt mẹ làm tin đấy. Ông mẹ, sao nó lao chứ? Đi theo trong đầu ra lạc mạng ạ. Bên kia con này nó ngơ ngơ. Hít lại game nó lại hài hước quá luôn. Bên này còn đông lắm, bên này ít nhất là 2 thằng. Kìa. Đó, quét. Tầng 3, tầng đỉnh ấy, tầng trên cùng ấy. Chỗ cái ô cửa nhỏ. Ô cửa nhỏ. Phải lộ bắn đéo thấy. Sang cho nó thấy nó bắn mình cho rồi. Vừa nãy nó chạy qua mà. Thôi lên công cho nó cứu rồi. Ui, bên lâu. Ui, đi con mẹ xem mất vậy. Ông Kobe. Đóng cửa lại, lịch sự là đóng cửa lại. Tầng 3 phải không? Tầng 3 hay tầng 4? Tầng 4 phải không? Hai thằng. Em cùng mà. Rồi nó sấy xong rồi. Điểm lại nó lại đang chơi xà. Thế nó kinh nghiệm nó ngáo vang rồi. Nó ngáo vang rồi. Thật thề. Bây giờ sao? Lũ đạn chứ. Lũ đạn. Canh ơi. Thế nó ngáo chứ chịu được. Điểm lại đấy hiểu game được nào luôn. Vâng luôn.